Hello mọi người, đã trở lại với Thi nha. Thì hôm nay mình đi ra vườn ở trước nè mọi người. Cây tắc nhìn thấy trái nó chín hết trơn rồi, cho nên mình sẽ thu hoạch. Và sau đó mình sẽ dẫn mọi người đi ra vườn ở phía sau. Thì phía sau thì đi dạo một vòng nha. Thì những một bây giờ là thời tiết rất là ấm, cho nên cây nó cũng bắt đầu phát triển rồi. Mấy cái hạt giống mà mình gieo á thì nó cũng phát triển tốt rồi mọi người. Mọi người coi nè, trái tắc năm nay á, nó no tròn luôn mà nó rất là to luôn nha. Có một trái trong đây nè, to thật là to luôn, to lắm luôn á, giống như trái quýt vậy đó. Còn nguyên một chùm ở đây nè mọi người thấy ha, căng bóng nè, tròn nước không à. Thì nguyên một chùm nè mọi người coi nè, nó chín hết trơn rồi, cho nên mình ra mình thu hoạch luôn. Nguyên một chùm vậy là cũng cả chục trái rồi đó. Thường á mình bẻ hờm hờm như vậy nè mọi người, nó không có bị khô quá, còn để chín quá, vàng quá, đỏ quá đó thì nó sẽ bị khô nước á. Mọi người thấy mê ha. Ok, mình sẽ thu hoạch cái này, sau đó mình sẽ đi thăm vườn nha mọi người. Mọi người coi nè, những cái cây ớt của mình nó không có còn cái lá nào hết trơn á. Thì bây giờ mình sẽ tỉa để cho nó ra cái nhánh mới á, cái cành mới á. Thì mùa bắt đầu ấm nè, là nó phát triển. Hiện tại bây giờ thì nó cũng vẫn có trái nè mọi người, nó chín rồi. Nhưng mà cây thì nhìn thấy tàn tạ lắm. Thì mình sẽ tranh thủ mình sẽ tỉa hết cái đống ớt này để cho trong cái mùa này nó sẽ ra những cái lá mới á. Ok, ở dưới kia là cây đậu, mình xuống coi cây đậu nha. Wow, bông đẹp quá. Cái bông đậu nè mọi người rất là đẹp luôn á. Ở chính giữa nó có cái nhụy màu đen đen nè, giống như hoa lan vậy đó. Thì ở dưới đây là bắt đầu nó héo từ từ rồi nè, nó ra trái rồi nè mọi người. Có con bướm bướm nhìn rất là đẹp, hoa đậu. Thì mùa này là tháng 9, đầu tháng 9 là vô mùa xuân rồi đó mọi người. Thì hoa thì nở rất là nhiều, một hồi mình sẽ quay cái cây hoa đào cho mọi người coi. Thì cái mùa này là cái mùa mà bị dễ bị dị ứng phấn hoa, giống như mình đang bị nè, rất là nghẹt mũi, rất là khó chịu, rất là khó thở. Còn cái cây này là cây bông cải xanh. Để mình coi coi hồi tuần rồi mình coi chưa có bông có hoa gì hết trơn á. Thì để bây giờ mình coi coi nó có bông chưa nha. Có chưa, có chưa. Ồ, mọi người coi nè, nó có rồi nè. Nó có hoa rồi mọi người ơi. Còn rất là nhỏ. Này là bông cải xanh nè. Dễ thương quá, bắt đầu có hoa rồi. Để mình coi cái cây kế bên coi nó có. Ô, cây này cũng có nè. Wow, bắt đầu có rồi. Không biết. Biết bông cải trắng coi có không nè. Bên đây là mình trồng bông cải trắng, thì mình trồng cải đậu chính giữa. Bên kia là bông cải xanh, còn bên đây là bông cải trắng. Không biết bông cải trắng nhìn rất là tốt, nhìn giống như là cải rổ vậy mọi người. Cái cây giống như cải rổ nhưng mà không biết là có hoa chưa nữa. Coi coi, có cái này nha. Có hoa chưa, có hoa chưa, có hoa chưa. Coi 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 có bông không nha. Ô, nó có cái bông chính giữa nè mọi người. Ôi nhỏ xíu à. Vậy chắc là cũng khoảng mấy tuần nữa thì mình mới thu hoạch được á. Nhỏ xíu dễ thương quá nè. Ô, tới giờ này nó mới có hoa. Thì mình trồng chắc cũng được chắc cỡ 2 tháng, 2-3 tháng gì đó. Hồi mùa mùa đông tới giờ, bây giờ nó mới có hoa nè mọi người. Ô, mừng quá. Mình tưởng là không có hoa luôn rồi đó. Bên đây có không ta? Cây bên đây có không nè?
Ồ, bên đây cũng có nè. Cái hoa nhỏ chính giữa nè mọi người. Ồ, dễ thương quá. Ok, vài tuần nữa mình sẽ thu hoạch rồi. Ây da, còn bên đây là cà rốt. Bên đây là cà rốt thì cà rốt phát triển cũng rất là tốt nè mọi người. Nhưng mà mình chưa thu hoạch được đâu. Nó cà rốt này là cà rốt tím á. Cái cây giống như là cây giống cây ngò hả? Giống như cây ngò mà ở Việt Nam nó có cái giống ngò mà lá nhuyễn nhuyễn á mọi người. Nhìn dễ thương quá. Còn bên đây là xà lách. Xà lách này là xà lách cuộn á mọi người. Bây giờ nó ra thành cái búp rồi nè. Nó ra cái nó cuộn chính giữa lại, nó quấn chính giữa lại cho nó thành cái búp, cái lõi nè, mình ăn làm ăn cái lõi này nè mọi người. Coi nè, nó cuộn dễ thương không? Bên đây nó cũng cuộn hết rồi nè. Đây là ngò. Mọi người thấy ngò, thấy xanh mướt không? Bây giờ ngò nó mọc cao lên rồi mọi người. Chắc cỡ hơn một gang tay rồi đó. Xanh mướt luôn á. Nè, mình dạt ra này chắc cũng hơn gang tay rồi. Thì khi mà nó mình trồng cái này là lúc mà mùa đông thì nó nằm cũng hơi lâu. Cho nên mình cũng không biết là mình có gieo được cái khi mùa đông không, nhưng mà nó nằm ở đó, nhưng mà tới mùa ấm chút xíu á mọi người, thì hiện tại bây giờ là khoảng 20 độ. 20 độ mỗi ngày mà có 20 độ mà có nắng chút xíu á là tự nhiên cái nó phát lên nè mọi người. Coi là nguyên một cái luống. Nguyên một cái luống là nó phát xanh lên luôn á. Ở đây nó có cây cải bẹ xanh. Thì mình có gieo cải bẹ xanh nhưng mà mình gieo chỗ khác, tự nhiên đây nó có một cây à. Mình cũng để luôn. Còn bên đây thì mình gieo cải bẹ xanh nè mọi người. Thì mình mới gieo cải bẹ xanh cỡ 3 ngày thôi à. Mà nó nảy mầm hết rồi nè. Dễ thương ha. Những cái cây nhỏ nhỏ này nè. Tại vì cải bẹ xanh á, mình nó cũng dễ gieo lắm mọi người. Và nó gieo cũng nhanh. Không có cần phải ngâm nước. Tại vì cái hộp nó nhỏ lắm. Cho nên khi mà trời mà nguyên cái tuần á, mà ấm cỡ 20 hai mấy độ á, là có nắng là mình cứ thảy xuống mình gieo thôi à. Mình không có cần phải ngâm qua đêm hay là này kia. Thí dụ như hột bầu, hột mướp, hũ qua hay này những cái giống đó đó mọi người. Thì tại cái vỏ nó cứng á, cho nên mình gieo á, thì mình cũng phải mấy tuần nó mới nảy mầm. Còn cái hộp này á, mình chỉ để đất cho nó ẩm là nó nảy mầm nhanh lắm. Mọi người thấy này dễ thương quá ha. Còn bên đây thì là rau quế. Nhưng mà quế thì hơi lâu rang chút xíu. Ở đây mình có mấy cây hoa tulip nè mọi người. Bắt đầu nó cũng lên hoa rồi. Nhưng mà hoa tulip này cái hoa nó nhỏ xíu rồi, rất là dễ thương. Là cái dĩ bắp nè mọi người, mà mình đã làm cái video trước đó. Mình gieo á. Đây là bắp mà màu đỏ đó mọi người. Thì hiện tại bây giờ là cũng khoảng được một tuần rồi đó mà nó nảy mầm lên cao như vậy rồi. Thì chắc cũng khoảng 2 tuần nữa, 1 tuần 2 tuần nữa là mình cho nó cao cỡ nửa gang tay á, thì mình cho xuống đất được rồi. Đây là cây bí. Thì cây bí hiện tại bây giờ nó nảy mầm được một hạt rồi nè mọi người. Thì nói chung là bí cũng dễ trồng. Nó cũng nảy mầm nhanh hơn là mấy cái cây khác. Mọi người coi là cây hành lá nó phát triển rất là tốt ha. Nguyên dãy tới bên kia luôn. Bây giờ nó có cái bông lớn rồi đó mọi người. Thì hành lá thì mình có đã cho phân vô. Phân là phân nhà bếp á mọi người. Rồi mình trộn với đất phân cũ của mình á. Rồi mình trộn vô. Nên nó phát triển tốt hơn. Tại vì mùa này là mùa mỗi lần mà mình cắt á là mình cho phân vô, phân nhà bếp vô. Chắc cũng khoảng 2 3 tuần mình cho phân nhà bếp một lần á. Cái cọng hành nó rất là cứng và to luôn á mọi người. Nó đứng dọc qua tới bên kia luôn kìa. Thì đây là cái cây ớt mà mình đã tỉa cỡ 1 tuần trước. Thì mọi người nè, coi nè.
bắt đầu nó nảy cái lá lên rồi nè mọi người ha. Nó nảy cái lá lên thì cái lá này á, là nó sẽ ra cái nhánh mới, thì nó sẽ có hoa, có bông, có bông, có hoa, có trái, chứ mình không có để nguyên cái cây của năm rồi được. Mỗi năm là mình phải tỉa, tại vì mọi người thấy á, là mấy cái cây kia đó nó trụi hết lá rồi, cái nhánh nó cũng khô nữa, cho nên mình phải tỉa thì nó mới ra được cái cây mới, cái lá mới. Mọi người coi nè, cái bông hành cũng đẹp lắm mọi người, to và lớn, lớn bự nữa nè. Ở trong đây như nó khi mà nó rụi rồi, nó có hạt ở trong đây nè mọi người. Thì hồi đó giờ mình không có trồng, mình không có thu hoạch hạt của cái hoa hoa hành, mà mình trồng là mình trồng từ cái cọng á, giống như những cái video trước mà mình đã làm đó mọi người. Mọi người coi là cái cọng nào cũng nấy to, thật là to luôn á. Mà nó mình thích là nó cứng cáp như vậy nè, chứ nó đừng có rụi rụi xuống. Rụi xuống là cái lá nó mỏng quá đó, cho nên nó bị sụp nè. Với vả lại ở Melbourne nó hơi gió đó, cho nên nó bị ngã đổ tùm lum hết trơn á. Nhưng mà mình cho nó chút xíu phân vô, cái là nó cứng cái lá lên liền. Ok, cái video của mình đến đây là tạm dừng nha mọi người. Thì mình sẽ hẹn mọi người ở video sau. Hiện tại bây giờ là trời cũng ấm rồi, cho nên trồng cây á, bắt đầu trồng cây được nhiều rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Bye mọi người. Bye.